Xin chào mọi người nha. Nay đi Costco tiếp mọi người. Thì hôm nay ngày mai là lễ Valentine rồi mọi người. Hôm nay được về sớm. Hôm nay thì ở đây đông lắm nha mọi người. Ok, bây giờ đi vô đi shopping chung với mình nha. Let's go. Thì mình mới vào cổng mọi người. Đây, ở đây có quán bông nè. Ngày mai là Valentine nha. Đây, bông này thì đây, nhìn đủ màu sắc luôn mọi người. Cái này thì có giá là 17 đô nha. Đây. Cái này thì tặng cho người yêu nha mọi người. Đây, người ta cũng sẵn cho mình này nè. Rồi về chỉ cần bỏ vô cái bình miễn rồi mình chưng thôi. Bên đây là nguyên một dãy bông luôn đó. Bên đây thì rẻ hơn chút xíu nha, 10 đô nha. Đây. Laptop trong đây coi đẹp không mọi người? 900 mấy nè. Lâu lắm rồi không có xài laptop mọi người. Đây. Chắc bữa nào để dành tiền sắm một cái laptop nha. Để mình làm YouTube cho nó nhanh hơn mọi người. Chạy trên điện thoại nó chậm quá. Để bữa nào kiếm cái nào khoảng giá rẻ mua. Đây. Đó, ngon hơn không? Nhìn đẹp hơn không mọi người? Đây, có cái này có 300 mấy nè. Ồ, 600 nè mọi người. 600 mà giảm còn có giảm 200 luôn. Còn có 400 à. Wow, cái này thì giảm tới 100 mấy luôn nè. Đây. Mấy cái này chạy ngon mọi người, nó không có nó chạy smooth lắm nha. Đây. Cái bên đây thì 600, 750 mà còn 600 nè. Này thì giảm 150, bên kia thì 200 nha. Còn mấy cái này thì nó không có giảm mọi người. Đây. Mấy cái bự này thì nó không có giảm cho lắm. Đó. Đó, mua mình thích mình mua cái bự giống này nè, xài cho nó đã nha. Đó. Cái camera nằm ở đây nè. Đã không mọi người? Ok, bây giờ mà mình đi vô trong nha. Mỗi lần mình đi Costco mọi người, mình thích mấy đồ điện tử. Cái này mình thấy 350 nè, mà không có sale. Đây. 350 nè. Cũng ok á. Đẹp mọi người. Lâu quá mình không xài cái này, mình giờ mình thấy ham. Wow, cái bên đây 1000 mấy thôi nè mọi người. Đây. 1650 nè. Cái này có đèn nữa nha. Đây nè, cái đây có đèn nữa nè. Đã hay chưa? Ô, cái này đã mọi người, ngàn mấy gần 1700 nha. Xài cái đó mới chất lượng đó mọi người. Mấy cái này thì nhỏ nè. Mấy cái này thì tiện để mình xách tay nè mọi người, hiệu Apple nè. Đã ha. Này thì càng máy. Đây, ở đây có người ta mua đồ ta tặng người yêu nè mọi người. Đó.
để mình đợi người ta xong rồi mình đi lại mình coi coi. Cái này là giường đôi nha mọi người. Đây, cái này giường đôi nha. Thấy mọi người thấy cái hình ở trong không? Đó. Này thì gần 850 nha. Valentine sắp tới rồi. Mọi người có chuẩn bị gì cho người yêu chưa mọi người? Hôm nay thấy ở đâu cũng bán hoa hết mọi người. Hôm bữa giờ mình hơi bận nha mọi người. Tại bận đi làm ở tiệm nail á, rồi sáng thì đi làm sớm, tối thì về trễ mọi người. Rồi không có thời gian rồi mình lên clip mọi người. Rồi mọi người thông cảm nha. Thì trong tháng này là tháng của người nail hốt bạc nha mọi người. Thì mình hơi bận rộn chút xíu. Có gì mình sẽ tranh thủ cho ra những cái clip cho mọi người xem nha. Ở bên kia mình định đi qua hàng rau, hàng bên kia mà hơi đông, để chút mình đi bên trong trước đi. Ở trong đây thì họ bán quần áo mọi người. Còn mấy cái ghế này là mấy cái ghế để đằng sau nhà nè. Đây, mấy ghế này là sau nhà mà có hồ bơi á, mua đằng sau để. Hôm nay nó không có cho mình thử đồ ăn ra. Ở đây thì bán mấy đôi dép nè, bán mấy đôi giày nè mọi người, 30 đô nè. Mấy đôi này thì nhẹ lắm. Nón Adidas 15 đô một cái nè. Chút xíu mình xuống mình đi mua gà mọi người. Gà đang ngon, bán có 5 đồng mấy con rồi. Coi có gì ngon không. Bên đây thì bán cà phê nè, cappuccino nè, 15 lon 21 đô nè. Còn bên đây là cà phê để pha. Có sổ đây mọi người. Lúc nào cũng đông á. Hôm nay thì chắc khoảng 8 giờ đóng cửa nha. Mà mình thấy
giờ chắc xuống mình đi mua cho nước luôn, nhà cũng đang cần nước rồi mọi người. Quay một tay thì nó hơi khó khăn xíu, thì mà mình đi mình cầm mấy cái món nhẹ thì mình bỏ lên xe được một tay. Đây nước nè, hồi mùa dịch đó mọi người, nước ở đây bán limit mỗi hộ gia đình là 2 kết nha, còn bây giờ hết dịch rồi thì nó đầy tràn luôn. Ok bây giờ mình tắt mình lấy nước nha mọi người. Bây giờ vô mua trứng nha. Trứng ở Costco là bao rẻ bao chất lượng nha mọi người. Đi Costco mà không mua trứng là uổng nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ đi vô cái tủ đông này mình mua trứng. Trong đây thì nó hơi lạnh chút xíu nha mọi người. Đây lại lấy một bình sữa đây. Sao hôm nay thấy hết trứng organic rồi ta? Biết trứng, rồi hay trứng này bự không? Trứng ở Costco thì ngon nha mọi người. Này đã 5 đồng mấy ha, chắc mà cái này thì 5 đồng mấy ha mọi người. Chắc lấy gì? 5 đồng mấy mà 24 trứng thôi nha, mà trứng bự không? Mua ở mấy cái chợ khác đó mọi người, chỉ có hai hàng rồi thôi mà đã 6 đồng mấy rồi nha. Đây 5 đồng mấy tới 4 hàng rồi. Giờ mình đi ra mình đi mua gà nha. Gà ở đây thì ngon lắm mọi người. Đây mọi người thấy hôm nay đông không? Đây miếng con miếng sườn nè mọi người, 35 đô nè. Này mà nhà ăn tiệc á, nướng barbecue á, này thì ướp sẵn rồi nha. Thấy chất lượng không? Còn cái này thì là bánh mì nha. Đây, bánh mì ở trong đầy đủ thịt hà luôn nha mọi người. Mà ở ngoài giống như là rau của một cây vậy á. 15 đô luôn. Này cũng là này giống như cái bánh nó hoài giống như là taco vậy á, nó cuốn một vòng mà người ta cắt miếng miếng nhỏ nhỏ nè, 14 đô nè. Mấy cái này thì đồ Mỹ nó cũng ngon lắm mọi người. Đây này giống như là trứng á, nhìn hấp dẫn không? Đây thì chicken salad đây. Ngon chưa? Đông không mọi người? Người ta ngày mai là Valentine á, rồi ai cũng đi chợ hết mọi người.
Để ngày mai người ta coi đi, ở nhà người ta có tiệc đây, gà mà mọi người, gà đây thì ngon lắm nha, có nguyên một con bự này có 5 đồng mấy mọi người, mà nóng hổi à. Tám đồng mấy à. Gà này thì người ta quay sẵn luôn nha mọi người, có cái máy người ta quay đây nè, người thấy không, có cái máy ở trong đó, người ta quay, người ta bán nóng hổi cho mình. Mới gặp người quan mọi người, một người bạn, một người anh thì mới tâm sự cũng 15 phút mọi người. Bây giờ thì mình đi vòng vòng quan sát. Ở đây thì người quen nhiều lắm nha mọi người, Việt Nam không à, ở khu mình Việt Nam ở cũng nhiều nha. Ở đây thì bán mấy cái bắp nè mọi người, đây bán sẵn là 8 trái là 8 đô rồi. Lấy thêm lóc trứng à, lóc trứng là không phải đi tuốt ở dưới kia không lấy nữa. Ở đây thì có bán bánh ngọt nè mọi người. Bây giờ mình đi qua hàng cá đi. Đang cá này thì tươi lắm nha, 52 đô luôn. Ở đây thì mình có mua một dĩa tôm nha mọi người, với một dĩa cá nè, coi tươi rồi chưa. Dĩa cá thì 15 đô, dĩa tôm thì 13 đô nè mọi người. Đây cá sao mình coi tươi ra chưa. Mới mua thêm dĩa trứng hả? Đây thì bán phô mai nè mọi người, bán 4 hộp nè. Thì giá đâu ta, mình ở đây thì mình không thấy có giá nha. Còn cái này là bán cái gì đây,
không biết gì luôn rồi. Rồi cheese nha, này là bán cheese, bán trong cục cục đó nha. Thì Costco nè mọi người, nhiều chỗ nó bán, nó bán cũng giống nhau nha. Costco mình đi cũng nhiều lần rồi, cũng nhiều chỗ khác nhau nha, nhưng mà cái cách mà người ta làm cái chỗ để đồ này nọ thì nó thấy, mình thấy nó cũng tựa tựa giống như nhau vậy. Đây, bây giờ mình đi vô bên kia đi. Thì bây giờ mùa đông á mọi người, thì đây bán áo lạnh nhiều lắm nha. Này cái lò để nướng barbecue. Này giống như là mấy xe cắt cỏ vậy nè. 900 mà còn 800 nè. Này thì cây quạt nè, cây quạt thổi ấy. Này thì 65 còn 54 đồng, giảm 10 đồng đó. Thì mọi người, mình đây thì mình mua được hai món này mọi người, tại hôm bữa mình cũng mới mua đi chợ rồi mọi người. Mình chợ này thì mình đi hoài à mọi người. Thì mình vô đây mình mua mấy đồ cần thiết thôi, chứ mình không có săn săn đồ sale gì hết. Vô vô thì mua đại thôi. Tươi ha. Cái này về cái này về giống như là nướng muối ớt đó mọi người. Tôm nướng muối ớt, ớt là hết sảy luôn nha. Còn cá thì cá này thì mình chiên nha, chiên ăn ngon. Mấy cây hút bụi nè mọi người. Mấy này không biết phải là cái giá trên đây không nha. Hình như là cái giá 500 đồng. Bây giờ mình xuống hàng sữa thôi, coi nó có sữa mà để mình đi quốc cao á. Okay.
coi đứng tính tiền, đứng một hàng dài luôn rồi mọi người. Đó, người thấy đông không? Cây này cây cây giả nè, cây hoa lan, lan giả nè, nhìn tưởng thiệt đẹp ghê chưa. Đông lắm mọi người. Đó, bây giờ mình phải bọc qua bên kia, không biết đi qua được không á. Người ta đang đứng xếp hàng đông quá. Thank you. Yeah. Thank you. Đó, mới xin người ta đi đâm thẳng luôn mọi người. Đa lịch sự nó cho mình đi qua. Bên đây là thuốc nha, về thuốc mang nha. Mình thấy mấy người ta mua thuốc người ta gửi về người ta bán cũng nhiều lắm mọi người. Ta để sale. Phải đợi cho người ta đi qua mình mới đi qua được. Mấy cái hàng thuốc này mọi người thì mấy người Việt Nam ta thích mua gửi về Việt Nam để biếu quà mọi người. Thì Việt Nam do hàng thuốc này mua nhiều lắm. Bây giờ mua cũng sắp xong rồi mọi người. Mà mình quay cho mọi người xem chút xíu, mà chút nó ra tính tiền đó, nó hơi lâu lắm mọi người. Đây. Đó, người ta đứng get line nguyên một hàng dài luôn kìa. Đây, đồ ở đây thì sale dữ lắm nha. Giá thường là $15 nè. Sale còn $4 nè. Mình thì đây bàn chải cũng sale rồi mọi người, 5% off nè. Mấy cái bàn chải thì nó xịn, đánh sạch nữa. Sao bông cục mà. Mình nhớ hồi xưa mà ai mà Việt Kiều á mọi người về Việt Nam mà tặng cho người cục sao bông cục với kem bàn chải với kem đánh răng là mình hửi, mình thơm lắm, mình hửi, mình nhớ mình hửi nó quý đó mọi người. Tại cái mùi ở bên Mỹ á, nó cái mùi nó đặc trưng mọi người. Rồi ai mà tặng đó là mình quý lắm nha, mình hửi hoài luôn á. Cái mùi của Việt Kiều sướng không? Bây giờ mình ra mình đứng xếp hàng mình tính tiền nha mọi người.